Thưa các bạn, là đây là nhà dòng thuộc về nhà dòng đền Thánh Phú Nhai. Các dì xây một ngôi nhà thờ rất là đẹp. Ở đây là cung vương đền Thánh Phú Nhai rất là gần. Nó đứng trước màn hình ta đây là nhà thờ Phú Nhai. Trong ngoài ốp đá hết các bạn nhé, bằng gỗ lim. Giờ các bạn cùng Phạm Thâu sẽ đi khảo sát xung quanh ngôi thánh đường của các dì. Ốp đá hết các bạn. Thưa các bạn, các gì đây là lệ hết đá. Bạn còn rất là nhiều đá, móng ốp đá, nói chung là bề ngoài là đá hết, hoa văn bằng đá hết các bạn nhé.